vào vâng, lúc này bên cạnh công tác mà chúng ta có thể phòng ngừa tốt nhất cho dịch Covid-19 thì đó chính là tiếp nhận vaccine từ các nước bạn và mới đây thì vào sáng ngày 23 tháng 8 tại Hà Nội đại sứ Ba Lan cũng đã bàn giao cho Bộ Y tế 501.600 liều vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca do chính phủ Ba Lan tặng cho Việt Nam. Theo đó, thì lô vaccine này đã về tới sân bay quốc tế nội bài vào chiều ngày 21 tháng 8. Trước đó, vào ngày 17 tháng 8, chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng Việt Nam 501.600 liều vaccine AstraZeneca và viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu đô la Mỹ. đồng thời cũng sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Dự kiến lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ được phía Ba Lan chuyển sang cho Việt Nam trong thời gian đầu tháng 9.